Xin chào các bạn, video này dành sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo giao diện ở trên Vita. Thì đây chúng ta tạo mới một cái Vita Viskit Application này. Bây giờ mình đặt tên cho cái ứng dụng này là Design Vui. Thì chúng ta có hai cách tạo giao diện. Cái thứ nhất là các bạn sẽ viết code để các bạn thêm các cái đối tượng vào trong cái cửa sổ main window. Cái thứ hai là chúng ta sẽ dùng cái trình editor của Qt để chúng ta thiết kế giao diện. Thì ở đây mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai, đó là chúng ta sẽ thiết kế bằng cách sử dụng editor này. Cách viết code thì nó hơi khó, sau này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sau. Thì để thiết kế giao diện đơn giản là chúng ta chỉ việc kéo thả cái widget ở phía bên cái thanh công cụ vào trong cái cửa sổ của chúng ta thôi. Tuy nhiên, để tạo ra được một cái giao diện đẹp đó, thì nó cũng mất khá nhiều thời gian, và các bạn phải biết sử dụng cái đối tượng ở phía trên cái công cụ này cho nó hợp lý. Đầu tiên chúng ta xem qua cái thành phần trên cái giao diện của chúng ta. Thì giao diện của chúng ta nó có cái thanh ở phía trên đó, đó là thanh menu. Các bạn có thể tạo ra một cái giao diện mà có cái menu hỗ trợ cho người dùng. Chẳng hạn như là ở trên này mình tạo một cái menu file đó, các bạn chỉ việc chọn qua và gõ tên của menu thôi, rất là dễ. Open the new vân vân. Thêm một cái thanh chia ra bằng cách click vào cái nút Add Separator này. Đó, tương tự như vậy chúng ta sẽ tạo cái menu khác. Và các bạn để ý, khi mà mình tạo một cái menu thì ở phía dưới cái Action Editor này nó sẽ thêm cho chúng ta một cái action tương ứng. Ví dụ mình tạo thêm cái menu Edit Copy đó. Thì khi mình gõ Copy Enter thì lập tức dưới đây nó tạo cho mình một cái action. Thì cái action là gì thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu sau ha. Best as separator select all. Rồi, tạo thêm menu chẳng hạn như là About, Help, Help. Rồi, cái menu này nó có dạng test, chúng ta có thể thêm cho nó cái icon ở phía trước bằng cách là ví dụ menu Help chúng ta sẽ chọn vào là Edit, click chuột phải Edit, hoặc là các bạn click đôi lên cũng được. Rồi chúng ta sẽ chọn cái icon. Ở cái phần icon này chúng ta click vào cái nút kế bên này, chúng ta chọn chọn file và chúng ta để chỉ đến cái thư mục chứa cái hình ảnh. Thì lúc này nó sẽ thêm cho chúng ta cái icon trước cái menu. Các bạn có thể bỏ đi, bỏ cái icon này đi bằng cách là chúng ta chọn lại, và ở cái phần này chúng ta sẽ chọn là reset thì nó sẽ trở về mặc định như ban đầu, nó sẽ mất cái icon đi. Rồi, tiếp theo là phía dưới cái thanh menu, nó là một cái thanh công cụ, thanh toolbar đó. Chúng ta có thể thêm cái nút lên trên cái thanh toolbar này như sau ha. Chẳng hạn như là mình chọn cái nút Help này, kéo thả nó lên đó, kéo thả lên thôi. Tương tự như vậy mình có thể chọn cái nút khác, mình kéo thả lên ha. Nếu mà một cái nút, một cái action mà nó chưa có cái icon thì nó sẽ lấy cái test của cái action đó ha. Còn nếu mà đã có icon rồi thì nó sẽ lấy biểu tượng là cái icon. Rồi, ở phía dưới của dưới cùng của main window thì chúng ta có một cái thanh gọi là thanh status bar, và chúng ta có thể thêm cái thông điệp lên trên cái thanh status bar lúc mà chương trình của chúng ta đang chạy. Chúng ta có thể thêm cái thông điệp lên trên cái thanh status này, thì cái này chúng ta sẽ học sau. Rồi, còn cái vùng ở giữa này là cái vùng chính, chúng ta sẽ thiết kế thêm cái điều khiển ở cái vùng này.
chẳng hạn như là mình thêm một cái nhãn label, một cái line edit ha, mình thêm một cái ô nhập liệu chẳng hạn, phía trước là cái nhãn của nó, chẳng hạn như là mình yêu cầu nhập tên vào đây thì cái nhãn sẽ là name, người dùng người ta sẽ nhập tên vào đây ha. Rồi, ở phía dưới là một thêm một cái nhãn nữa đi, label, chọn giới tính. Trong giới tính thì người ta sẽ cho phép chọn là nam hay nữ đúng không? Thì mình sẽ thêm một cái combo box. Đó. Combo box này mình sẽ thêm vào hai, một là nam, nữ. Thêm một cái giới tính thứ ba nữa đi, chẳng hạn như là BD, vân vân ha. Và các bạn có thể để mặc định cho người ta chọn. Chúng ta sẽ chọn vào cái current index này, chúng ta sẽ chọn nó là cái chỉ số tương ứng với lại cái mục ở đây chúng ta chọn ba cái là nam nữ BD đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta cho cái chỉ số nó là không thì nó sẽ là chọn là nam, còn nếu chúng ta cho là hai thì mặc định sẽ là BD ha. Lúc chạy lên nó sẽ lấy cái giới tính BD này là mặc định ha. Và người ta có thể chọn lại là nam nữ hoặc là để mặc định như thế này luôn ha. Rồi. Rồi thêm một cái nút chẳng hạn như là nút OK. Thì nếu mà chúng ta kéo thả các đối tượng lên trên cửa sổ chúng ta để như thế này thì nó rất là rời rạc. Chẳng hạn như là sau này có yêu cầu là thay đổi cái phần nhập liệu name này không phải là nằm ở đây nữa mà nó nằm ở một cái góc nào đó thì chúng ta kéo thả từng cái như thế này ha. Kéo thả từng cái như thế này chúng ta lại thay đổi lại vị trí vân vân ha. Thì chúng ta có thể nhóm nhóm cái đối tượng này lại, ví dụ như là cái nhãn name với lại cái hộp thoại nhập liệu ở phía sau, chúng ta có thể nhóm lại thành một cách chúng ta chọn hai cái, sau đó chọn vào cái layout cho nó, một trong cái kiểu layout ở đây. Thì ở đây chúng ta sẽ sắp xếp hai cái này theo hàng ngang đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn kiểu layout là horizon. Đó, horizon nó sắp xếp theo chiều ngang đó. Lúc đó nó sẽ nhóm hai cái lại thành một. Khi di chuyển nó sẽ di chuyển cả cặp đi luôn. Thay đổi kích thước thì nó sẽ tự động thay đổi cho phù hợp. Cái mục nhãn ở phía trước thì chỉ cần bấy nhiêu thôi, còn cái phần text box tự động nó sẽ tăng kích thước lên khi mà chúng ta thay đổi kích thước. Tương tự như vậy, cái này cũng vậy, chúng ta có thể chọn cho nó là horizon layout. Các bạn thấy ở cái mục này khi mà mình thay đổi kích thước này thì nó sẽ kéo dài cái nhãn ra chứ nó không phải là kéo dài cái combo box. Và mình không muốn như vậy thì mình sẽ chọn như sau ha. Mình chọn vào cái combo box, mình chọn ở cái phần size polish và chúng ta sẽ chọn là thay đổi kích thước theo chiều ngang này, mình sẽ chọn là span đó, để khi mà thay đổi kích thước của cái layout thì tự động nó sẽ kéo giãn cái combo box ra. Chúng ta chọn cái đối tượng trên đây rất là khó, nó có sẵn cho chúng ta một cái cửa sổ layout ở đây và chúng ta có thể chọn nó dễ dàng hơn. Chẳng hạn như các bạn thấy cái combo box này thì nó sẽ nằm trong cái horizon layout ở đây, chúng ta chọn trên này nó dễ hơn. Hơi thay đổi lại kích thước, vâng. Các bạn thấy lúc này mình thay đổi kích thước kéo dài thu nhỏ thì nó sẽ thay đổi kích thước của cái combo box chứ không phải là nó thay đổi của cái label ở phía trước nữa. Bằng cách chọn các cái kiểu size policy khác nhau thì các bạn có thể thay đổi cái cách ứng xử của nó khi mà chúng ta thay đổi kích thước của cái layout. Và các bạn có thể bỏ layout sau khi chọn, ví dụ các bạn không thích kiểu layout này nữa thì các bạn chọn press layout nó sẽ bỏ. Đó. Tương tự như vậy ở đây chúng ta cũng có thể bỏ cái layout này đi. Rồi. Đó là kiểu layout horizon. Tương tự với horizon thì chúng ta có kiểu layout là vertical thì nó sắp xếp cái điều khiển theo dạng hình cột hay thẳng đứng.
Horizon là hàng ngang, còn vertical là thẳng chiều dọc. Thì ngồi cách là sau khi chúng ta tạo xong cái widget ở trên đây, sau đó chúng ta mới chọn kiểu layout đúng không? Thì trên cái thanh công cụ nó có sẵn cho chúng ta cái kiểu layout. Chúng ta có thể chọn sẵn cái kiểu layout trước. Đó, chẳng hạn như là mình chọn là horizon layout này, sau đó mình mới kéo thả cái điều khiển vào đây. Chẳng hạn như là label. Rồi, thêm một cái line edit. Mình có thể thay đổi vị trí cho nó. Rồi, thêm một cái nút nhấn ở cuối nữa đi chẳng hạn. Button. Đó. Thì chúng ta có thể tạo cái widget trước, sau đó chúng ta mới chọn kiểu layout, hoặc là chúng ta tạo sẵn cái kiểu layout, sau đó chúng ta kéo thả cái widget vào. Rồi. Tiếp theo là kiểu grid layout, là cái layout dạng lưới, dạng lưới. Thì chẳng hạn ở đây mình sẽ chọn kiểu layout trên này đi, cho bốn cái đối tượng này, năm cái luôn, mình chọn là dạng lưới. Đó. Hoặc là mình bỏ layout đi, mình có thể vẽ một cái lưới ra, grid layout ở đây trước, sau đó mình mới kéo thả cái đối tượng vào. Chẳng hạn như là mình có thêm một cái nhãn này, một cái line edit, nó sẽ nằm ở sau cái nhãn. Rồi mình thêm một cái nhãn này nữa, nó sẽ nằm ở dưới. Rồi thêm cái combo box vào đây, rồi thêm cái nút nhấn ở cuối. Cái nút nhấn này giả sử như mình không muốn nó rộng như thế này, mình muốn nó nằm khoảng như đây thôi, thì các bạn thấy tại vì nó nằm trong cái ô lưới này, cho nên nó cố gắng nó giãn kích thước ra cho bằng cái đối tượng ở phía trên. Thì chỗ này mình có thể chèn vào thêm một cái điều khiển nữa, đó là điều khiển cái widget space, tức là khoảng 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 trống. Chúng ta có hai loại space là horizontal và vertical. Thì ở đây mình sẽ thêm một cái khoảng trống vào ở phía trước này nè, và nó nằm ngang, cho nên mình chọn là horizontal. Đó, thêm vào. Đó, mình thêm ở cuối thì cho nó tạo thêm một cái ô nữa. Mấy cái này mình sẽ kéo cho nó giãn ra. Ở đây mình sẽ kéo cho nó giãn ra. Nút nhấn này mình sẽ đặt vào cuối. Trong là kéo thả thôi nhưng mà nó cũng khó khăn. Các bạn quen phải quen với nó thì các bạn mới làm việc nhanh được. Tương tự như vậy, chẳng hạn như là mình sẽ làm thêm một cái nữa ha. Ở đây nó hơi khó mô tả cho nên các bạn cố gắng theo dõi cái cách mà mình làm thôi. Chẳng hạn như là mình thêm một cái grid layout vào đây. Rồi một cái nhãn label. Mình đang thiết kế một cái khung hiển thị ảnh mà nó có một cái nhãn, rồi một cái khung hiển thị ảnh ở đây, rồi một cái nút load picture cuối chẳng hạn. Cho nên mình chọn là graphic view, mình chèn vào ở bên hông ha. Thêm một cái nút nhấn ở cuối nữa. Bây giờ mình muốn là cái nhãn này nè, nó phải nằm ở phía trên này nè, nó phải nằm ở phía trên. Thì mình sẽ chọn thêm một cái khoảng trống ở phía dưới đúng không? Vertical space.
và mình sẽ thêm nó vào ở phía dưới, kéo dãn lên này xuống. Rồi cái nút nhấn này nằm ở phía trên như vậy thì được rồi. À, bây giờ giả sử như nút này là nút Load in May. À, mình thêm một cái nút nữa nằm ở phía cuối này, nút Close chẳng hạn. À, thì mình sẽ thêm một cái nút nữa. À, nhưng mà cái nút này mình muốn nằm ở ở cuối cơ. À, thì mình sẽ thêm một cái Vertical Space vào ở phía ở giữa này. Đó. Mình cho nó kéo dạng lên luôn. Ngoài ra nó còn có nhiều kiểu layout nữa. À, cái này để cho các bạn khám phá sau. Thì bằng cách sử dụng thành thạo cái đối tượng layout ở đây, rồi cái đối tượng space và cái đối tượng cái widgets ở phía dưới này, thì các bạn có thể tạo nên được cái giao diện đẹp ha.